Wow, thật tuyệt. Xin chào các em nhỏ, anh là xe lửa Bob. Hôm nay các em có muốn dành chút thời gian với anh và tìm hiểu về các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta không? Sao Thiếu và sao Kim, trái đất hóa tinh, thổ tinh sao Mộc, các ngôi sao, hai phương thiên vương ôi chúng kia, chúng ở trên cao ở tít trên trời. Sao Thủy và sao Kim, trái đất hóa tinh, thổ tinh sao Mộc, các ngôi sao, hải vương thiên vương ôi chúng kia, chúng ở trên cao ở tít trên trời. Hành tinh ở trên trời cao, cao tít trên trời. Hành tinh ở trên cao thật là cao với những yêu thương. Các em có muốn thực hiện một chuyến đi và thử liệt kê tất cả các hành tinh xinh đẹp không? Nào, ta đi thôi. Sao Thủy, mặt trời, sao Kim, wow, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương Tuyết, sao Hải Vương. Oh wow, sao Thiên và sao Kim, trái đất hóa tinh, thổ tinh sao Mộc, các ngôi sao, hai phương thiên vương ôi chúng kia, chúng ở trên cao ở tít trên trời. Sao Thiên và sao Kim, trái đất hóa tinh, thổ tinh sao Mộc, các ngôi sao, hải vương thiên vương ôi chúng kia, chúng ở trên cao ở tít trên trời. Hành tinh ở trên trời cao, cao tít trên trời. Hành tinh ở trên cao thật là cao với những yêu thương.